lớn như nhỏ luôn. Bởi nãy để ba đi chơi con, nãy mọi con xuống thì dạo chứ đây chứ ba để ba muốn biết chứ ba đi vô đường mà dò là đừng có sao không có tại sao đâu đi đi về bệnh đó không đi về là mai không ra được. Vô cái vườn này cho đi. Vô vườn này coi chụp hình vừa đi. Mà cái này là phong cách Nhật Bản này. Cái vườn này cũng là phong cách Nhật Bản rồi nè. Tao này gì đây? Leo kho xương Nhật Nhật không Nhật. Ủa có cái coi nữa kìa. Mà như cái nước là nước sạch á. Có điều là nước đó ở lâu nó reo mà đông reo. Hè đến rồi, sẵn sàng bùng nổ cảm xúc cùng lễ hội trái cây Nam Bộ Shooting Farm Festival 2022. Đi lên nhảy luôn sao nào? Để bảo lãnh cho các em đi cùng người lớn trong ngày 1 tháng 6 giảm 50% đi dạo má. Học sinh giỏi từ ngày 1 tháng 6 đi dạo má.